đủ các anh chị nhá. Thế em lấy sau. Liêu. Liêu. Hai cái điểm. Ừ. Sao hôm nay nó đỏ nhỉ? Liêu. Hả? Hàng của tao ở đâu? Tiền đây. Đi thay. Chưa, chưa đi. Chưa tiếp đi. Liêu. Ơi cái gì nữa? Dưa kim của tao đâu? Đấy thay. Hộp nữ trang đây còn gì nữa? Làm gì mà cứ sồn sồn lên đấy à? Không mỗi cái đám dỗ đâu mà cứ lập toáng lên. Này, cả cái chợ này ai chẳng biết anh đội vợ với cả nhà vợ anh lên đầu. Hôm nay mày nghỉ, mai qua phụ cho mày sớm đấy. Biết rồi. Khải ơi, làm tí không em? Thôi các chị cứ chơi đi, hôm nay nhà em có việc. Ôi trời, mày sắp được cấp bằng sợ vợ rồi đấy em ạ. Lắm chuyện. Con chào bố. Ờ, đến rồi à con? Dạ. Ơ, nhà con đâu rồi hả bố? Chắc là chạy đâu đấy thôi. Dạ. Mà sao mua nhiều thứ thế? Thì cả năm mới có ngày dỗ mẹ mà bố. Bố ơi, không hiểu sao nhá, con chưa gặp mẹ lần nào nhưng cứ có cảm giác gần gũi thế nào ấy. Ừ, thôi vào đi. Dạ. Sao đến muộn thế em? Khách đang giục đấy. Tôi tưởng chị nghỉ, bầu bí mệt mỏi cơ mà. Nghỉ thì lấy đâu ra tiền? Em mang hàng đi luôn đi, để cẩn thận không đổ ấy nhá. Biết rồi. Này, lần nào em cũng ăn thế. Chị làm cho khách đủ cân đủ lạng, người ta kiểm tra thấy thiếu lại buồn cười ra. Chị làm mà không dôi dư ra một ít mang về nhà ngoại á, thì tôi đâm đầu xuống đất. Mà thôi, tiếc của đài thôi, trả. Này, hả? Giá đang xuống đấy, cậu muốn làm nào thì làm. Ôi, giá em cạnh tranh nhất chợ này rồi, không giảm. Em xin nhá. Chị gửi này. Ừ, em xin. Chị đếm rồi đấy. Thôi, em xin nhá. Ế? Nghe nói sắp được làm bố. Ừ. Sắp mua được nhà. Ừ. Ôi, bảo sao mải mê cắm đầu cắm cổ làm ăn quên hết cả tình anh em. Ơ, chả phải cắm đầu cắm cổ à? Này, thằng này giờ tu trí lo cho vợ con rồi, cấm có rủ dê nhá. Con này không thèm rủ dê. Nhớ cái mồm ấy. Nhưng mà có việc muốn nhờ chú một chút. Nhờ? Lần nào chị nhờ chẳng mất tiền oan. Ôi, khiếp rồi. Hôm nay thôi, nốt. Nốt? Lấy đỏ mà. Trăm nốt rồi chị ạ. Thề. Ừ. Con này mà nói điêu nhá. Ừ. Là con đóc. Con đóc? Con đóc.